Ui. Mà anh đội trưởng đội bóng à? Anh bọn này dẫn nó đi chơi. Anh thích đi chơi thôi. Được. Ở đây như nhiều anh cao không? Không, anh khá là cao. Mà anh mấy tuổi? Mét 8 không? Như cái áo ấy rồi. Bóng ấy. Hả? Bóng đấy. Ừ, để bóng này.